cô nằm cô ngủ, cô thấy bà đó mới kêu bên đây nè, con ơi con đi về đi, rồi bà chỉ cây thuốc cho uống. Rồi mấy chú đó nói á, trời ơi một giờ bà trong rừng là sợ gặp bà mà tưởng là ma cũng sợ cũng chết. Có cái dành lớn vậy nè, y gan mẹ quan âm luôn. Thảo Vlog 1990 xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đang có mặt ở tại huyện Tri Tôn, tỉnh Biên. Mình sẽ dẫn tất cả mọi người đến gặp cô Tám. Người cưa củi một ngày 12 tiếng đồng hồ, là 1 giờ sáng là cô đã cưa rồi. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây vì sao cái căn bệnh hiểm nghèo đó, là tức là cái căn bệnh ung thư đó các bạn, vì sao cô lại hết, và mẹ quan âm hiện linh như thế nào, chỉ cô như thế nào, những cái bài thuốc hay những cái bài thuốc nào mà tới bây giờ cô đã khỏi bệnh. Dạ cô Tám cho con hỏi là hồi lúc mà cô Tám nằm chiêm bao á, cô Tám nằm mơ á, là cô thấy cái dốc dáng của cái người đó là giống mẹ quan âm không, hay là có cái bóng hình, có dạ. cái bóng trong cái tờ giấy á, hiện ra vậy đó, là có cái vành nón vậy nè, y gan mẹ quan âm luôn. Dạ. Có hào quang có dạ. Cô nhớ hoài cô, bởi bây giờ cô biết niệm gì, cô niệm trời Phật, rồi cô niệm mẹ quan âm, mà cô tin tưởng gì mà cô mạnh á, cô mừng lắm, chắc là mẹ quan âm độ cô giái hoài, đêm nào cũng vậy. Bây giờ mới cô được mạnh cô mừng lắm. Hồi xưa mà khi mà cái bệnh của cô Tám á, là khi mà phát bệnh á, là từ đó tới bây giờ là khoảng bao lâu cô? Năm 61 tuổi, năm nay cô được 68 rồi. Năm nay cô Tám là 68 tuổi hả? Ừ. Dạ. Mười mấy năm bây giờ. Cô khổ nhiều giai đoạn lắm, ban đầu về bớt, cô nói con nghe, bớt rồi cái cô mới đi mừng củi này, người ta cho củi, cái cô vô cô mừng, cô bó cô đội gì nè, cô bước ngang cái đường mương gì cái nó chợt cái dọa cô quăng bó củi xuống rồi, mà sao cô cũng, cô nghe cái bụng cô làm như cái gì, như đất ruột vậy đó, mà yeah. Thiệt đứt thiệt. Rồi cái cô bỏ xuồng củi đó, cô đi về, cô có gian xe từ thiện chỗ lộ tẻ đó, đi ra luôn mà nhà thương ngoại, ra bác sĩ kêu lên ca mổ lại liền. Mổ nối đường ruột cho cô nè, nối đem bên đây nè. Tức là chảy gan mương nó bị đứt ruột ha. Mà cô không dám nói đâu. Bác sĩ hỏi cô chứ cô có mặn gì nặng không vậy đó. Cô đâu có dám nói đầu củi, sợ bác sĩ không cứu cô. Cô nói cô không có mặn gì nặng hết á. Bác sĩ nói ha là tia quá rồi, cái chất đường ruột nó nóng giòn á. Rồi về sợ nó đứt đường ruột, bà thôi để con cứu. Đem lên 6 giờ mổ cô nữa. Mổ cô đem nối ruột cho cô. Tưởng cô chết đợt đó luôn rồi đó. Là từ đó khi mà bác sĩ điều trị như vậy, nhưng mà tới lúc đó là không hết, lại cô nằm chiêm bao, cô mới gặp được cái hình dáng đó là giống như mẹ quan âm. Mẹ quan âm thì chỉ cô những cái bài thuốc như vậy. Dạ. Tức là cô cho con hỏi lại là cái bài thuốc nó như thế nào, để cho tất cả mọi người cộng đồng mạng cũng như ba cái lá đu đủ nha, không hoặc đừng có cắt bằng dao, chỉ nắm tước xuống là cái tàu hơi héo héo vậy đó, rồi đặng cưng uống nữa đừng hôi mủ, rồi cái cưng tước xuống, cái cưng bẻ sắp, cưng rửa thật sạch, cưng bẻ sắp để vô nồi, rồi cái viên tép xả nhỏ gì đó rồi để vô chung, rồi cái vị đó là đổ nước nhiều vô, cái nấu kẹo rồi còn chừng ly cối mình á, rồi để một chút đường phèn vô cưng uống vậy đó, mà cô uống hoài được 3 tháng. Một ngày uống khoảng bao nhiêu lần hả? Hai lần. Một ngày uống 2 lần hả cô? Trong cái nồi đó cưng nấu buổi sáng rồi phải không? Cưng gót là được ly cưng uống rồi, cưng đổ nước lại cưng nấu là buổi chiều nữa đó, là uống 2 lần nha. Ngày 2 lần uống xuyên suốt 3-4 tháng, rồi lúc đó là cô khỏi bệnh là mấy tháng nha cô Tám? Cô không bệnh là từ khi cô 3 tháng cô mới đi ra ngoài khám lại đó. Thì khám lại cái bác sĩ nói cô uống cái gì mà được khỏe vậy, cô cũng nói với bác sĩ nghe vậy đó, rồi từ đó tới giờ cô cũng uống hoài. Mà hiện tại bây giờ là cô Tám còn uống không? Còn cũng một, còn uống nha. Một tuần mà, vậy cô uống 2 lần. Là hiện tại là trong cái cơ thể của cô Tám là vẫn bình thường mà vậy, rất là khỏe. Thì mẹ quan âm cũng độ cho cô Tám tới sức khỏe, năm nay là 68 mà thấy cô Tám cũng còn khỏe và để cưa củi, thì một ngày thì 12 tiếng đồng hồ nghe các bạn, 12 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi chồm chớm ở đây tội nghiệp đây, bà nói chị Tám là bệnh mà sao bà dám đi đội củi nè, hỏi cưng không đội, mình vô trong đồng mình đội ít bó ít cây quá thì nó không lâu đầy lắm mà về tối hù,
rồi cô phải bó hơi nhiều một chút mà cô gắng đội hoài vậy đó. Cô cũng sợ đứt ruột lần nữa là cô chết luôn nghe. Cô sợ cô đội ít ít rồi, nhưng mỗi lần cô đội nha, còn mạnh cô đội nha 20 cây đi, bây giờ cô đội được 10 cây vậy đó cũng được. Nghe bạn con kể là có khi gặp cô á là cô kể qua cái lời của cậu nữa, của cậu bạn con là đi xịt cá có khi 1 giờ gặp cô lủi trong rừng á. Nhau mà có chú nó gặp đi. Dạ. Chú rồi mấy chú nó đấy á, trời ơi 1 giờ mà bả trong rừng là sợ gặp bả mà tưởng đâu ma không sợ cũng chết. Cái thưa quý vị thì cô Tám này là trước đây có một giấc mơ lạ, và giấc mơ đó đã làm cho cô hết căn bệnh này. Có thể cô Tám chia sẻ giấc mơ đó cho kênh YouTube An Giang Thanh cũng như kênh YouTube của Thảo Vlog 1990 cùng với kênh An Giang Đất và Người biết được không cô Tám? Cô kể cho cô đau cái sáng bác sĩ biểu cô á nên vô quá chấp cho cô. Rồi cái mà là tảng sáng lại nha, cái tối rồi nè, cô nằm cô ngủ cô thấy bà đó mới kêu bên đây nè, con ơi con đi về đi, rồi bà chỉ cây thuốc cho uống. Rồi cái sáng lại cái đi lên cho bác sĩ tính vô quá chắc đó. Cái bác sĩ nhìn cô, bác sĩ nói thôi con đưa thuốc cho cô mà về cô uống tháng đi, rồi chừng nào hết thuốc lại lên. Rồi cái cô thấy vậy, cái cô mới đi về là cô nằm chim bao, cô thấy vậy mà cái mấy người đi bỏ sổ vô ô đó, gần gần quá cái cô giật mình cô không biết cây thuốc gì. Rồi cái cô mới đi, cái bắt đầu bác sĩ cho thuốc, cái cô mừng ở cô về mà cô không biết được cái thuốc gì. Cái lên xe cái chú đi cho có gian, chú cũng trẻ trẻ cho có gian nói bà đi về bà đau làm sao mà bà sợ, bà nói con nghe coi, nói bác sĩ nó vô quá chắc mới hết, còn nếu không vô quá chắc thì không có hết đâu. Rồi cái ông nói thôi đi chị của con á, cũng đi đau vậy đó mà đi về cũng uống cũng như mẹ Quan Âm khiến vậy đó. Yeah. Trong cơn thấy mà giờ không biết cây thuốc gì rồi, nửa chừng cô lên xe cái chú nói chú chỉ, chú nói bà về bà uống ba cái lá đu đủ với xả sắc cho kẹo rồi, rồi để một ly ly vậy đó là một ngày uống 2 giác vậy. Rồi cô về cô uống 3-4 tháng trời vậy đó là cô được mạnh đó. Cô không biết mạnh không nữa, cái cô mới lên tái khám đợi bác sĩ hỏi chứ bà ơi con nói thiệt bà về bà uống 1 tháng thuốc đó, sao lâu lên nữa vậy, bị ở 3 tháng rồi mới lên. Yeah. Rồi cái 3 tháng hay gì uống lá đu đủ không hà, đi lên hết cái bác sĩ khám đợi nói bà khỏe được cái bệnh đó con mừng quá, mà bà có uống thuốc gì không. Rồi cái nói với bác sĩ là uống lá đu đủ với xả đó. Yeah. Cái hết được mừng lắm. Là cái căn bệnh đó là căn bệnh gì cô Tám? Ung thư tử cung, bác sĩ mà nằm trên nhà thương ông bú là 5 tháng rồi đó cưng. Dạ. Ở trên 5 tháng, bác sĩ chị 5 tháng mới hết được. Dạ, có lẽ là cái giấc mơ đó là cái là cô không có nhớ thuốc, nhưng mà cái tình cờ mà trên xe đó là cái người kia chỉ đó. Có lẽ là trong giấc mơ đó là cái liều thuốc đó quá. Chỉ không chỉ gì và cô độ vậy mà, trong khi cô ngồi vậy là cô biết nè, hén đó trong cái cuốn giảng đó cô dở lên có cái hình mẹ Quan Âm. Yeah. Đó cái mẹ cái giờ cô mới nhớ chực, cô nói chắc mẹ Quan Âm độ cô quá cho nên cô khiến trong ngày nay mà cũng được thấy luôn cô. Yeah. Lên xe rồi cái khiến cho cái chú nói thuốc cho cô luôn, cô mừng bởi cô về cô giái mẹ Quan Âm hoài, đêm nào cũng giái trời Phật giái mẹ Quan Âm hộ cho cô được mạnh giỏi, cô mừng vậy đó. Cô thấy bệnh như cô vậy nè, lên đó thăm lợi cô bác nằm bệnh như cô đó cũng chết. Yeah. Cô không cô mạnh được cô mừng, chắc cô độ mẹ Quan Âm độ cô uống thuốc hay gì cô mạnh luôn á. Giới thiệu các bạn, đây là con là em Gãy nha, em Gãy thì theo lời kể của cô Tám thì em Gãy là của hàng xóm nó lại đây nó ở, mà miễn đem về nhà nhốt quá thì nó cũng lại đây ở với cô à. Mà cô thương, cô Tám thương nó lắm, miễn thấy nó mũi cắn thì cô đem vô mùng ngủ chung với cô luôn. Okay. Thấy em Gãy dễ thương các bạn. Con chó này là nó lợi nó ở với cô Tám luôn hả cô Tám? Rồi cái chủ thấy vậy đó, chủ thấy vậy cưng biết không, chủ cho luôn. Chủ nói con đem về đẳng nó cũng lợi bà, thôi bà nuôi luôn đi. Dạ. Cho luôn. Cô thương á. Cô đi đồng cô bỏ nó nhà cái chế cô về xuồng củi về nó mừng á. Nó phóng xuống nó mừng thấy thường nghiệp. Bữa nay có đống củi chứ thường ngày là nó nằm dưới giò cô á, cưa cái nó nằm dưới giò á. Đây nè mọi người. Thường ngày là bữa hôm chín rồi em quay clip là nó nằm dưới giò cô, nó lủi dưới giò, nó nằm dưới giò á.
Chú chó này thì rất là mến cô Tám, lại là bỏ nhà luôn, bỏ nhà bỏ cửa. Chủ nha, bây giờ bông gì nha, bông gì cũng chạy rồi. Lại ở với cô Tám. Cô Tám chỉ ở một mình ở chỗ cái trại này nhỏ lắm các bạn.